Chào các bạn, hôm nay mình làm mì khô mình ăn nha các bạn. Thì ở đây các bạn thích ăn rau gì thì mình làm rau đó. Mình múc miếng hành phi mình để ăn cho nó thơm nha các bạn. Bây giờ đó là mình sẽ rưới lên trên mặt nè. Trên mặt cái miếng thịt này một miếng nước sốt nè, cho nó hấp dẫn nha. Đây là cái dĩa mì trộn khô của mình nha các bạn. Mình ăn mì nước hoài mình ngán, cho nên mình nghĩ ra mình trộn cái mì khô này cho cả nhà ăn ha. Mình thấy ngon rồi mình quay clip mình chia sẻ với các bạn. Thì cái món này làm cũng đơn giản thôi, nhưng mà ăn thì nó lạ miệng nha các bạn, cho nên nó là cảm giác rất là ngon. Rồi nếu như bạn nào thích thì hãy vô bếp làm cùng mình nha. Ở đây mình có một con gà nè các bạn. Con gà này khoảng 1,3 kg. Mình đem về mình làm sạch rồi. Mình rửa qua cái nước muối ha. Với gừng mình rửa sạch rồi. Bây giờ mình lấy cái chân nè, với bộ đồ lòng nè, với mình cắt cái cổ con gà mình đem đi luộc nha. Để mình làm súp. Mình sẽ sử dụng một cái củ hành nè. Củ hành này mình cắt ra mình để vô cái nồi nước súp của mình để cho nó thơm nha. Cái củ cà rốt á mình đã bào vỏ sạch rồi nha các bạn. Mình lấy dao mình cắt mấy cái khía này nè các bạn, để mình sắc lại cho nó đẹp nha. Bây giờ mình làm cái gia vị nước sốt để mình ướp con gà nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ cho vô đây một muỗng cà phê bột nêm nè, dầu hào thì mình sẽ cho vô đây 2 muỗng nha các bạn. Nước tương Meiji nè, mình sẽ sử dụng vô đây 2 muỗng. Bây giờ mình sẽ hòa tan các cái gia vị này lại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái nước sốt lên cái da gà nha các bạn, mình ướp gà. Thì các bạn sẽ dùng cây cọ nha, các bạn sẽ quét cho nó đều nha. Bây giờ mình để ở đây ha, khoảng 15 phút. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn để lâu thêm chút nữa ha, để cho các cái gia vị nó thấm vô cái con gà nha. Bây giờ cái nồi nước nó bắt đầu sôi rồi đó các bạn. Thì luộc mì mình chia sẻ kinh nghiệm với các bạn nha. Mình sẽ cho vô đây một miếng dầu ăn nè. Mình sẽ cho vô đây một miếng nước tương nữa các bạn, để cho nó đậm đà mà. Bây giờ nước sôi rồi đó, thì mình sẽ để mì vô mình luộc. Lúc mình luộc á, mình lấy đũa mình xay xay nè, cho nó xúc ra cho nó đều nha các bạn. Các bạn để vô nước, các bạn luộc khoảng 2 phút ha. Thì cái này các bạn sẽ xả nước lại nha. Xả lại nước lạnh nè. Rồi mình xả như vậy là được rồi đó. Bây giờ mình để ở đây cho nó ráo nè. Cái này mình sử dụng dầu nhiều nha các bạn, để mình chiên con gà. Bây giờ là dầu ở trong chảo bắt nóng rồi đó các bạn. Mình sẽ cho vô đây một muỗng bột mì nha các bạn. Cái này là mình làm để mà hạn chế cái dầu nó bắn. Bây giờ mình sẽ dùng một cái rây nè, mình để con gà vô, mình để nguyên vô mình chiên ha.
Đây mình chiên từ từ. Lúc này các bạn sẽ dùng một cái giá nha, tối lên cái con gà. Các bạn thấy không? Mình để nó vô một miếng bột nó mình chiên vậy là dầu nó không có bắn nha. Chứ con gà mà mình ướp cái gia vị khi mà để vô dầu á nó sẽ bắn dầu lên nha các bạn. Nó sẽ nổ, nó sẽ văng. Rồi, bây giờ con gà nó chiên vàng vậy là được hén các bạn. Bây giờ mình lấy ra mình để qua trong cái rổ nè. Với cái giấy thấm dầu nè. Mình để cho cái dầu nó rõ xuống nha. Mình để nguyên vậy luôn. Thì ở đây mình có một cái chén nước luộc gà nè. Chén lưng lưng á. Chén này khoảng 300 ml. Mình sẽ sử dụng vô đây hai cái giá nước tương, cái giá nhỏ này nè. Khoảng 15 ml nha các bạn. Mình cũng sẽ cho vô hai cái giá dầu hào. Mình sẽ cho vô đây một muỗng canh đường ha, một chút xíu bột ngọt, nửa muỗng canh tương ớt nha các bạn. Mình nấu cho các cái gia vị này nó hòa tan ra nha, cho nó sôi lên nó hòa tan ra. Mình bắt một cái chảo nhỏ nè, mình phi cái góc phình bên đây nè cho nó thơm nha các bạn. Hôm nay buổi trưa hơi cập gập quá. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái đậu hành nè, phi nè mình cho vô nha. Mỏng quá. Bây giờ cái mình sẽ sử dụng một miếng bột mì tinh nha các bạn. Mình sử dụng nửa muỗng này nè với hai muỗng nước. Bây giờ mình sẽ cho nó vô để cho cái nước sốt của mình nó đặc đặc lại nha. Thì khi cho vô các bạn dùng muỗng vậy nè, mình đánh cho nó tan ra ha. Để cho nó đặc, nó sần sệt lại không ạ. Rồi cái nước sốt của mình nó kẹo kẹo lại như vậy là được rồi nè các bạn. Đây nè. Thấy nó sệt sệt vậy là được rồi đó. Cái nồi nước súp nó nãy giờ nó cạn lại gì nè các bạn. Củ cà rốt nè mình chuẩn bị nè, mình sẽ cho hết vô đây. Bây giờ mình sẽ cho vô đây nửa muỗng cà phê muối nha. Một ít đường phèn nha các bạn. Một muỗng cà phê bột nêm. Rồi, cái nước súp bây giờ nó ngọt vừa lắm các bạn. Bây giờ như vậy là được rồi đó. Mình để lửa nhỏ nhỏ thôi để cho cái củ cà rốt nó ra nước ha. Rồi mình đi bắt đầu mình đi xé gà mình chuẩn bị ăn thôi. Bây giờ đó là mình xé con gà ra hết nè. Gà này thì mình chiên như vậy nè, cái thịt nó chín mà nó dai nha. Làm thấy nha. Mình xé nó cắt da thì cho nên mình dùng cái kéo mình cắt nha bạn. Cái này quay clip nó làm cho nó hấp dẫn thì mình cắt như vậy để cho thấy cái miếng da gà ha. Chứ nếu mà các bạn ăn ở nhà thì mình làm ăn thì mình xé đi. Thì mình nó thì xé đi, xé nó miếng không. Này này mình sẽ xé hai chút nha. Hồi nãy mình trụng nãy giờ mình để lâu rồi đó. Cái thịt gà lên. Và đây là cái tô mì mình mới vừa làm xong đó các bạn. Các bạn nhìn xem nè, rất là bắt mắt nha. Ăn cũng rất là ngon luôn. Rồi cái phần chia sẻ về cái món mì trộn khô của mình đến đây đã xong rồi đó các bạn. Nếu như các bạn thích thì các bạn hãy like và share cho mọi người cùng xem nha. Nhớ subscribe để ủng hộ cái kênh của mình ha. Chân thành cảm ơn các bạn.